tụt view rồi chú kệ. Tụt thì tí nó lại lên mà. Cứ giật giật thế nhỉ, mạng giật giật cái gì nhỉ? Có phải? Wi-Fi nhà mình thỉnh thoảng nó bị thế. Chú Dũng ạ. À, chú Dũng. Đấy, nhiều người biết hai chú Dũng như thế. Chào em, chào anh Dũng. À, xin chào tất cả mọi người nhá. Đức Còi nhá, chào Đức Còi 35 nhá. Cảm ơn Đức Còi nhá. Đó là bạn nào chưa có vợ ấy, hoặc là vợ không may mà bỏ biết rồi, đây có con em gái đây. Các bạn như nào nhỉ? Oanh Oanh nhá, cảm ơn bạn Oanh Camry nhá. Úi giời, bạn nào tặng trái tim nợ tình. Nợ tình không, cảm ơn bạn nhá. Cảm ơn bạn Hùng nhá. Cảm ơn bạn Chính 27 đã follow Dũng nhá. Các bạn quý đấy, các bạn follow cho mình vẫn nhá. Đâu chuẩn bị em gái sắp lên rồi. Em gái còn đang vuốt ve tí để cho nó đẹp để còn lấy chồng. Trang điểm. Trang điểm, là có trang điểm đâu, vuốt tóc còn đang bù xù. Nhìn mày như con rối. Đấy, nhưng mà nó thật anh em ạ. Trang điểm thì khi nó lại không chất. Bảo ngồi là ngồi sữa bảo ngồi là đã làm rồi. Thằng nào nó thật. Vợ theo trai rồi mà cái livestream cái này ăn nói chán nhỉ. Mày nằm ở gặp, có nằm ở gặp giường mình không mà nó biết nhỉ. Xin chào tất cả mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã gửi lời hỏi thăm nhé. Cái con mực không tiếp tục em không cần phải trả lời. Bởi vì em chặn cho nó làm gì? Em chặn tiếng cho nó thôi, chúng nó chỉ có nó nghe thôi, chúng nó không nói được. Chúng nó chỉ xem like được thôi, chúng nó không sủa được. Thế thì cay lắm nhỉ? Mà cái thằng những thằng đấy thì cần mùi tiêu, những cái thằng đấy thì cần gì phải xem? Dung bóng đây. Linh đưa đôi điều khiển điều hòa đây bạn ạ. Xong lấy ơi, cái ấy ẩn nó lên tí. Chị đây Linh ơi. Đó. Được rồi. Là anh em đi du lịch chuyến nhé. Ờ, đi đâu chả được. Đi Trung Quốc nhé. Đi Trung Quốc anh đi nhiều rồi. Đi nhiều á? Em đi Trung Quốc. Em thích Trung Quốc, cảnh nhiều, cảnh đẹp lắm. Dạ anh ạ. Xin chào, cảm ơn mọi người đang xem livestream nha. Hôm nay mình rảnh rảnh thì mình lại lên là ngồi để cưới vợ cho em mình. À, cưới chồng cho em mình. Đi khoảng một tuần nhỉ, mua vé đi một tuần nhỉ. Sẽ phải làm ấy nhỉ, làm visa. Không cần làm cái sổ thông hành nhanh được mà. Làm ở đâu? Thế thì hôm nay em làm thì ngày mai lấy luôn. Thôi có gì đâu các bạn, u xếp này nhỉ, thôi anh em mà. Thiếu gì? Nào giúp đâu, giúp đâu. Đây bây giờ mà bắt đầu lên này, một cả nhà. Đấy, ngon không? Ngon không? Đấy anh em thấy chưa? Đấy nha, chưa à, bạn nào chưa vợ là một này, chưa người yêu hoặc là vợ viết cái thứ mà không may vợ chồng mà không hợp nhau ấy thì đấy. Đến là gặp mình là mình nào ok. Cho em gái mình luôn. Nhưng mà đi theo tour anh ạ, nó dẫn đến mình đi nhiều cảnh đẹp. Wow. Mình không phải hỏi thăm hỏi han. Rồi, cảm ơn bạn gì tặng mình quả mũ có... sâu ngạc quá nhỉ. Là có dâu. Đấy, người ta tặng mình. Mình có hộ chiếu là mình đi thoải mái. Mình có hộ chiếu thì thoải mái. Còn đi theo tour thì nó sẽ làm sổ thông hành cho mình luôn. Cảm ơn bạn mình Cao Nam nhá. Anh xem thật không Bùi Hùng, đúng thôi mà. Bơm bóp tìm vé. Đây anh có nói điêu đâu, đây này em gái đấy mà. Đi thì mình phải mang sang đổi tiền tệ à? Nhân dân tệ à? Ừ, đổi tại đây mang tận nhà cho mình. Ừ. Xinh quá. Đấy các bạn xinh quá thì bạn nào mà chưa vợ thì ok thôi. Ít tuổi có được không chú? Trường à? Ít tuổi thì thôi. Cháu là cháu của bác Thanh Trọc à? Vũ Linh. Vé một tour đi cả về khứ về của Đắk Lắk anh. Đi thế không nên đi tour, đi phải tự mình đi cơ. Mình Linh làm hộ chiếu, mình đi làm đi. Ờ đấy, đấy về về nhỉ. Mình cứ thích về nào. Đúng rồi. Cho tour ăn uống rồi nghỉ nhiều cho nó bất tiện lắm. Nếu như thế thì mình mua vé sang bên đấy. Hôm nào nói chuyện nó đi, anh đi nhiều mà. Đi với anh em đi cho vui. Ok. Dung bóng xinh quá đấy. Thế mà nó chưa lấy được chồng, hôm nay mình phải đi tuyển chồng mấy ngày hôm nay rồi đấy. Xa cảm ơn bạn Hùng nhá, bạn gì Hùng này. Cảm ơn Hùng Trần nha. À đây, như mình ở Trung Quốc nhiều cái giá, cái thắng cảnh đẹp lắm. Ừ, tôi thấy thì quá đẹp.
Cảm ơn bạn Quang Hà nhá. Gió. Đó có những con đường cao tốc nó chạy xiên núi, nó chạy vòng quanh núi này. Ui, lắm, đấy. Yeah. Cầu kính của nó. Kẻ này. Vô hình, cảm ơn bạn nhá. Đừng hỏi. Nhà trên vách núi. Thiên đâu nhỉ? Chắc tí nữa. Cáo già, các bạn bạn là cái gì nhá? Bạn hay vào xem mình lắm. Đúng rồi. Bạn kia tên Quang chuẩn rồi. Trang ơi, chị tên Quang đấy. Kẻ vô hình, cảm ơn bạn nhé, bạn là Đinh Xuân nhé. Tiếp là nó chạy nhanh nhé. Chạy nhanh lắm, tí lại lên. Chúng không về nhà vườn mấy, đang có việc. Đấy, TikTok của mình đang im đấy nha. Chú ra Thanh Hóa chơi, ok, 199 nhá. Âm thầm bên em. Úi giời, bạn Kai à? Bạn Kai đã tặng một cái trái tim to thế, cảm ơn bạn rất nhiều nhá. Anh em nghe rõ mình bảo là bây giờ bạn nào chưa có vợ gì đấy thì đây em mình đã. Nói chung vẫn nguyên thùng xốp, vẫn nguyên. Xịn đấy, nguyên luôn. Ô, là xịn. Xịn gì đã cưới thế nào đâu mà chả xịn. Đúng không? Chị mà lấy chồng thì ăn cỗ 5 ngày 5 đêm, chuẩn luôn linh nhỉ. Hôm nay lại đeo gì? Đeo bạc rồi à? Đúng rồi, cái thằng Thanh Tùng ạ. À, có mà đeo là tốt đấy, đeo bạc rồi à. Loại có biết cái gì đâu, cả đời chưa đeo lần nào. Chưa biết cái gì là bạc hay là vàng hay là gì, có biết gì đâu. Bạc là tao xây, bạc của anh tao xây được cả nhà này mày đấy. Có biết cái gì đâu mà luôn, chuẩn luôn nắng à? Không biết một cái gì cả. Em nuôi đại ca, em thôi. Úi giời, bạn Minh Đức, cảm ơn bạn là Minh Đức này, bạn là Gấu Bắc Cực. Ôi giời ơi, bạn Gấu Bắc Cực này hay nhiều lắm. Mấy hôm nay lại gặp bạn Gấu Bắc Cực rồi. Anh thử bấm vào cái này xem nó sao mà anh Thiên đâu, mà sao chơi Thiên Thiên. Từ từ tí nữa. Thiên nó ấy thì em gọi rồi mà. Tí nữa bận thì tí nữa lên chắc nhiều người theo dõi tí nữa à? Anh nhiều chứ. Chào 1200 người đang xem nhá. 1200 rồi. Chúc cả nhà một buổi chiều vui vẻ, trời ngập niềm vui và hạnh phúc. Nhiều bọn nó mình nhìn. Em yêu được không chị? Ôi giời, em yêu được không chị? Nói chung là các bạn nào nói nghiêm túc đấy, nếu mà chưa có gia đình hoặc là kiểu đi làm ăn mà kiểu các bạn nào cái tầm độ ba mấy đấy chẳng hạn là hợp lý, hoặc là không may vợ chồng ở nhau không hợp không hiếp thì cứ ok thôi. Anh Nguyễn Văn Sơn à, anh có, anh vẫn đi mấy chỗ về rồi mà. Anh lấy vợ mới chưa? Anh chưa. Mồm gì? Chị sinh năm 89 nhá. Lên hỏi bao nhiêu á? Lên hỏi cốt rượu là chuối. Mồm không được tròn nhà chú. Chú nghiện đấy. Ê, có được không cháu? Chú nghiện mà. Chú nghiện mà. Nghiện nặng luôn đấy. Món đấy chú nghiện. Chú nghiện mà chú mới được thế này, chứ còn nếu mà chú không nghiện thì khi chú đã ăn bốc đi đất rồi. Đấy. Cháu xem chú cháu mới nói chuyện nhau, cứ để cả cái mồm chán quá, có bạn để cái nhiều cái lắm. Những cái comment không tích cực. 79 với 89 là ok đấy, nghe mình sẽ tắt tiếng luôn nhá. Các bạn ấy nghe ok đấy. Cháu tắt tiếng thì làm gì? Thì nó chỉ xem được mình thôi chứ nó không comment được nữa, không sửa được. Thế về à? Thôi về ngủ đi anh. Cảm ơn 1410 đang xem nhá. Anh em mà quý cứ follow cho Phan nhá. Cảm ơn Hòa Tết nha. Ngồi chơi tí mình gọi em Thiên thì mình lên xong rồi anh em mình còn nói chuyện nhau tí. Mấy món Văn ơi. Để ý gà cái xe nào gái xuống cái này tí xe nào. Bỏ thế phải thay ấy nước liên tục đi cho nó ấy đi. Ôi giời ơi, thế nó đùa chứ đấy. Thế thì bao giờ cho nó ra à? Bây giờ mới có 2 giờ, 4, 5 giờ thì... Mấy tiếng không ấy thì sao được. Cho nhiều nước vào. 90 hợp 89. Ok bạn, gái hơn 2, trai hơn 1. Cũng không sao à, 90 hợp
890 chú, cái này là do cháu với cả em chú, như chú không biết thế nào để mà nói hợp hay không cả. Chú thì ok tất. Đấy. Chú thì dễ mà, thoải mái. Các bạn mà yêu quý mình mà cả Dung Bóng cứ follow cho mình phát nhé. Cảm ơn Đức Anh nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhá, đã gửi lời chào và chúc với mình rất nhiều, mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn 1.500 người đang xem. Đưa gọi cho Du Thiên. Em vừa gọi rồi đây. Cái bạn nào đây chả dặn. Mở ra. Chị là em gái anh Dũng nhá. Yêu là cưới luôn. Cưới thôi, cưới mình này tốt quá. Ai à, đứng cho lên. Không, tắt bỏ cho nó đi chứ. Tuổi dìm được lên. Thiên ơi, cũng nghe máy nhỉ? Không bận gì đấy. Em vừa gọi Facebook cho anh được mà. Em bảo anh lúc đang chuẩn bị lên live stream, anh bảo live stream đi xong anh lên luôn đây. Mặt chị hiền quá, hiền mà em. Anh em mình toàn người hiền thôi. Nát. Nát, cháu xin qua nhà chú uống rượu với bống nhé. Ok. Qua thôi. Chào mọi người đi cái nhỉ. Giống nhiều người chào quá. Chào 1.400 người. Tại vì tech chat nó hiển thị nhanh lắm mọi người ạ. Nên là không thể nhìn được ấy. Nhìn đấy, mắt tinh thì trẻ này. Mắt tinh thì mình còn chả nhìn được. Còn mình làm sao mà nhìn được. Xong cái comment là không có nhớ tên của TikTok nào. Comment luôn ấy. Nhanh quá con không ấy được đấy chứ. Độ này mày giấu ở đâu? Cái gì? Sổ đấy, số đá còn lại. Mày giấu ở đâu? Số đá còn lại mày giấu ở đâu? Tôi cho cái thằng này ra ngoài đi, ngứa hết cả tai. Chặn nó lại. Chặn rồi ạ. Nhanh. Mình okay. Không thích chặn ai cả đâu anh em ạ, à. Nhưng mà okay. Ba những cái thằng nó nói những cái câu nó chán quá. Mình anh em mình vào chào hỏi nhau này cho tình cảm đúng không? À lương có 7 triệu à, không quan trọng ở đấy em ạ. Bé bún như nào mà khác. Vẫn thế mà. Hàng đương nhiên là còn zin. Bạn là cậu Bảo, cảm ơn cậu Bảo nhá. Ok, bạn qua đây thôi, qua đây giao lưu gì đâu. Thắng bảo tiền hai người yêu cho Dung Bóng luôn ạ. Bạn Thắng bạn hello quậy. Đấy quậy phải qua. Chú giờ khỏe, chú cảm ơn nhá, cảm ơn mọi Du người rất nhiều. Du Thiên làm sao lại hơn tuổi được, Thiên ấy tầm 5. Thiên là tầm 4, tầm 5. Tầm 5. Lượng sầu, cảm ơn bạn lượng sầu nhá. Cháu Yên Đen Hòa Bình, chào chú. Ờ, chào Yên nhá. Văn hỏi thăm Yên đấy. Cảm ơn lượng sầu nhá. Cảm ơn lượng nha. Bạn gì sĩ quan này. Bán được cho sư. Lượng sầu cảm ơn em nhá. Cảm ơn ui không đọc được nhanh lắm. Chịu không thể đọc được. Hai cái như này mà song song nhau được không? Không được nhỉ. Như nào á? Hai máy mà lấy một nick của anh như này có được không? Được.
được mà. Vẫn được á? Ví dụ như anh vẫn đăng nhập link của anh vào máy của em, xong rồi vẫn online, live stream bình thường. Đúng rồi, hôm kia đi chợ Viềng nhá em nhá. Chào mọi người cái mắt tinh, chào mọi người cái. Chào mọi người, chào lượng sầu. Chào lượng sầu. Chào ai đâu. Cuội nhá. Anh Hải béo cứ trêu em nhá. Cuội. Cảm ơn Đại nhá. Hôm qua bổ quả bưởi đâu rồi? Ăn hết rồi. Đâu bóc ra đâu, em đâu? Con luôn xì ở trên ấy, ở trên cái hộp mỡ, em để trên hộp mỡ, em bọc vàng thực phẩm ấy. Cháu 18 tuổi thì ít tuổi quá. Về Quảng Ninh luôn. Bạn là gì nhỉ? Bạn là Hoàng Trong hay bạn nói cho chuyện nó vui cho tử tế thế nhá. Hoàng Trung nhá. Hoàng Trung ơi. Thôi kệ nó, nói em gì. Mày thấy tao đi khách ở đâu 400k? Tao đi với bố mày à? Thôi kệ cho nó, nói em gì. Cho mày hết sủa luôn. Cháu 30 được không chú? Cái này thì cháu tuổi hơn chị nhiều quá. Chị 36 rồi. Em thích chị à? Cái gì mà bạn gì bảo sợ quá. Mình có làm gì bạn đâu mà sợ. HT Dương. Sợ quá, có làm gì bạn đâu mà sợ. Bạn cảm thấy mà sợ thích xem anh em tôi vui thì bạn vào bạn xem, bạn không thích thì thôi. Có gì đâu mà anh em bảo sợ. Mấy cả cái bạn X kia là xạo gì đấy, tôi có gần tôi phải đọc đâu. Nếu mà không thích thì bạn ra ngoài, nếu không thích thì để tôi chặn. Tôi không chặn vội, để xem nhắn lần nữa chặn luôn. Tôi nói với các bạn không thiếu gì người xem, không thiếu gì người yêu, người quý. Không có một vài phần tử như các bạn đâu, ăn nói lôm côm đâu nhá. Anh em vào chơi cho nó vui vẻ, tử tế. Cảm ơn lượng sầu nhá. Ngồi nói chuyện vui với nhau cho nó tình cảm. Không mất gì lời nói đâu. Cả áo vàng. Thì đang tuyển yêu, tuyển chồng cho đây, áo vàng đây. Cảm ơn Thành, cảm ơn lượng sầu nha. Ba thành phần là cái gì em? Ba thành phần thì cho mày quá mõm luôn. Không. Chỉ cho nó xem thôi, nó không sửa được nữa. Thôi, đấy làm gì. Mình lên đây mình nói lịch sự đàng hoàng. Chào hỏi nhau cho nó tình cảm. Anh ơi, anh đây em ơi. Nhà công béo, ok luôn. Sáng Hoan à, lượng sầu. Cảm ơn các mọi người nhá. 87 bằng tuổi vậy. Đâu, Dung 89 em ạ. Em gái anh là 89. Tuyển được bà này, rước cái bà này ra khỏi nhà, cái cho nó rộng nhà, xong rồi tiếp đến một ông ế vợ nữa. Tám chín hợp 79, ok, ok em. Thế nên em làm nào cho hợp đi. Toàn người yêu, người quý, toàn người chào hỏi nhỉ. Chuẩn luôn, mình là Đại Lâm Mộc nhé. 8992 không hợp, đúng rồi. Đó, gà mới ra đi chứ. Đã. Gà mới ra đi chứ. Không. Hay là luộc rồi hả? Đã luộc rồi. Ôi trời, con chào mà luộc. Đã. Con đấy to mà. Ăn hơn luộc rồi chứ. Hay bỏ ít thịt bê ra được không nhỉ? Bê hấp. Chiều vào đi mua rau. Bỏ không thì chẳng bỏ. Mới có 2 ngày rồi. Đây không có sơn, số máy sơn được khê đây. Ông ấy bỏ đây vào gì không đó. Đấy là máy này. Ngủ, anh ấy ngủ về tới 2-3 giờ anh mới dậy. Anh sơn thì quê anh ngủ muộn lắm. Trước em ở cùng buồng 1B2 với anh. Để mặt cái kia thì có nhận ra nhau ở đâu mà. 1B2 à? Ai? Ai biết được. Tên là gì? Facebook, xác TikTok của nó tên là Anh. Nói chữ Anh thôi. Anh này còn ảo nữa thì làm sao mà biết được. Có nhìn được mặt không? Không, các bạn ảo. Sơn Khê số cũ bỏ rồi. Mình là em gái xã hội của anh Dũng nhá.
Cảm ơn các bạn đã gửi lời hỏi thăm mình nhá. Mình chào các bạn nhá. Mẹ đơn thân, cảm ơn mẹ đơn thân nhá. Ơ, Du Thiên đâu nhỉ? Ơ, sáng nhỉ? Long ơi, mình chả phá cái gì. Đặc biệt lại không bao giờ báo nhà, báo bố, báo mẹ, báo gia đình, báo anh em. Không có cái gì đâu mà mình phải phá. Chẳng qua là tình duyên mình lận đận thì mình chưa lấy chồng thôi. Thì anh mình muốn mình lấy chồng thì anh mình muốn tống cổ mình đi thôi. Ngọt lắm. Ngọt nhỉ? Nó sụt đấy còn chưa xuống nước hết cỡ đấy. Ngọt lắm. Cảm ơn bạn Quỳnh Anh 1801 follow. Ok bạn, cảm ơn bạn rất nhiều. Anh em quý cứ follow cho mình Phát nhá. Quỳnh Anh, cảm ơn Quỳnh Anh nhá.